Hello, xin chào toàn thể em nhé. Chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Rồi, chúc anh em coi clip vui vẻ và đừng quên like và đăng ký ủng hộ kênh mình nhé. Cảm ơn em rất là nhiều. Đó, trận đấu này thì tôi sẽ đi rừng nhá. Đó, nhưng mà người đấy là trang bị tôi hay đi rừng đúng không? Nói chung là có mọi người á muốn lên full dam cũng được thôi. Nhưng mà mình một lời khuyên của mình nhé, đi rừng mọi người nên nâng trang bị truyền thống sẽ ổn hơn nhé mọi người. Bởi vì trang bị truyền thống này dam thì nó dư rồi và độ độ trâu bò thì nó cũng trâu lắm rồi. Có đồ rừng tanh máu này thêm cái thương thương long thêm máu nữa, nó khá là trâu rồi nhá, nên là đồ này khá là ổn nhá. Còn mọi người muốn nâng full dam á thì một lời khuyên của mình á là mọi người nên đi top mới nâng full dam nhá. Bởi vì biết sao không? Nhưng mà quan trọng là sao con Richter lại đi lên kia thế này. Ơ kìa, sao mấy ông này đánh thần đồng vậy, sao nhiên ông top đầu game lại cạnh qua cướp bùa đỏ. Ui ôi, tự nhiên bây giờ thọt một đợt lính nè luôn. Rồi đấy, đó, còn mọi người muốn nâng full dam á thì mọi người nên đi top, bởi vì đi top nó có cái tốc biến thì lúc đó mọi người sẽ dễ tiếp cận hơn. Còn chứ mọi người mà kiểu nâng full dam mà mọi người đi rừng á là mọi người muốn chơi được á thì mọi người phải, nói chung là tùy trận thôi, lên thì vẫn đưa được thôi, nhưng mà lời khuyên của mình vẫn nên trang bị này nhá. Kiểu mọi người không có cái gì ám sát nhanh á thì mọi người nâng full dam nó giấy lắm nè, nên là bị AD nó sấy mấy cái bốc hơi liền, là không kịp múa đâu đó. Nên là tùy trận nhé, nói chung là tùy anh em hứng anh em nâng thôi, nhưng đối với mình thì đi rừng mình nên nâng trang bị này là ổn nhất rồi. Rồi còn bây giờ thì di chuyển thôi đó. Còn mấy ông rank thì rank tầm cao thủ á, thì nâng đồ nào cũng được, tùy với ông thôi, tùy mấy ông chơi theo cảm hứng thôi đó. Nói chung là cái giữa cái kiếm Muramasa và cái thương long thì mình nên ưu tiên nâng thương long nhé, bởi vì nó có giúp mình tanker hơn xíu này. Bây giờ bắt con mít nó này, trời ơi. Đeo đồng quá, từ nhá, tôi phải lấy chiêu lại đã. Ôi chiêu xíu là tôi quay lại bắt được. Mà trận này sao tem bạn bích tướng ảo vậy? Lauriel này. Rồi thêm đây, đây, bắt được con này này. Rồi chém này, bộ này, lướt này, chém này, mất này. Ơ kìa. Ui, xui thế. Rồi bộ này, đánh này, đánh lấy lộ tại này, lui này. Lui nhá mọi người. Lui thôi, lui thôi. Ôi xong rồi, toang rồi. Trời ơi, cái pha đó xui gấp mọi người. Tôi đang định chém con Laurel là combo được, nhưng mà bị con rừng nó hút một phát vào. Thế là hút một phát vào cái là bị hụt mất chiêu luôn. Cay thật chứ. Trời ơi, trận này tem bạn bích ảo nha. Giờ tôi mới để ý là tem bạn không qua đây đâu mọi người ơi. Bích điêu thuyền với Outer đi một đường. Rồi, với cả Laurel đi đường mid. Rồi. Đó, nói chung là trận này tem bạn không có AD thì đánh sẽ dễ hơn nhé. Đấy. Rồi. Mà ngộ không đi top này. Kera đi đường à? Từ 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 nào, bình tĩnh nào. Trời ơi, bạn làm gì bạn sung thế? Trời ơi, mà đi cấp rừng thế này. Rồi bộ này, ô tốc biến này. Rồi miễn nhiễm nha mọi người. Này mày đâu, ui nó đi nó này. Nhưng mà chắc chắn nó sẽ chết rồi mọi người. Đây có Vera lên này. Rồi ôi, ảo thật đấy. Tự nhiên một không sau đó nó bị ảo tưởng mọi người. Tự nhiên nó bay lên nó bổ mình. Nó mọi người biết rồi, con Ran này bật ulti lên hoặc là lúc trước nó sẽ được miễn nhiễm mà, nên là sát thương giảm khá là nhiều nha. Họ ngộ không bị ảo tưởng quá, bây giờ bay vô bánh mình thôi. Rồi đấu này thì khá là tem bạn ui ôi lâu đi ơi, mới đầu game mới ông trụ luôn, đánh gì ghê chứ ấy. Trời ơi AD có một mình là bị ép luôn, ép tem bạn bay vào nó ép trụ cho chết trong 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 trụ luôn. Rồi rồi bây giờ thì đi ra đây ăn con tàn phụ tiên nhé mọi người. Trời ơi, nó để ý top với cả mid ăn khổ sở vãi nổi ra. Rồi chừng trị này, bây giờ thì đây, chạy đâu mà chạy đi đâu. Rồi hết chiêu nhé bạn, hết chiêu nhá, hết chiêu chạy đâu. Rồi lướt này, néo của con điêu thuyền này, bộ này đánh thương này. Ôi ôi hay quá Aya ơi. À lộn, hay quá Mia ơi. Ui ơi, thanh, từ từ từ, bình tĩnh. Pha đó hên quá, lại có SB đến kịp ném ulti kịp giúp mình, nếu không có là pha đó mình chết chắc rồi. Em SB ném ulti cái là có đi thuyền phải câm lặng mất ulti mọi người ơi. Mẹ nó làm pha hết hồn máy. Vãi nồi nó ngủ không. Nãy giờ nó cứ rình nó đập tôi hoài à. Đầu trận nó di chuyển lên nó ăn tôi một mạng cay thế biết. Trời ơi. Rồi, bây giờ thì từ từ nhé, tên bạn bỏ trụ luôn, tên bạn đi ganh bỏ trụ cái eo sung của mình đẩy ăn được luôn cái trụ trên khá là dễ rồi. Rồi bây giờ thì từ từ nè. Ơ kìa, sao mà ulti vậy, không để mình ăn. Ôi ôi tem nó ổ ba thằng vào bắt nó mít mình luôn rồi, sao mà chị chạy nổi trời. Arthur thêm Lauriel nó múa nữa đấy, cái đá ở bên trên kìa, nó bên bùa đỏ đấy mọi người ơi. Nè bắt bắt Arthur này, chém này, bộ này, lui nhẹ nhé mọi người, lui nhẹ cái, lui nhẹ cái. Rồi cho top vô trước thì mình bay lại sau nhé. Đây 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 đây, đây. Tém hết chiều này, tém hết chiều với trường này. Rồi chém này, chém Laurel này, xin nhé.
này này bỏ không này, giết nó giết nó, ừ hên quá, không đọc ra không ra chí mạng rồi ơi. Trời phải đâu, nó lập chí mạng là tôi chết rồi á. Nói chung là cũng hên. Ui giời ơi, bây giờ thì tôi ăn lốt vòng rừng bên bồ đỏ xong tôi sẽ biến về nhé mọi người, biến về xong di chuyển qua blue nhé. Nói chung là cứ cố gắng farm sao mà đừng để bị thoát thời gian được rồi mọi người ơi. Đó, farm sao mà để cho nó tiết kiệm thời gian nhất có thể nhé mọi người. Rồi, bây giờ thì biến về thôi, biến về rồi di chuyển lên ăn blue nhá. Đấy, kiện đống này tôi cũng khá là xanh rồi nha, 314 rồi. Đấy, vàng nhất hai team rồi. Đó, mọi người cứ đi farm đều như mình á là mọi người sẽ không bị thọt vàng đâu. Tôi chơi game tôi hay gặp mấy ông mà mấy ông đi rừng á. Mấy ông toàn rú trong rừng không mà. Thành ra mà mặc dù xanh nhưng mà vẫn bị thọt vàng nha. Đó, nên là cố gắng farm đều thời gian vào. Cả farm cả lính nó ơi. Trời ơi, mình lốc qua tường chết mẹ rồi. Vãi nồi thật. Này, giết nó này. Chém này chạy đâu? Ôi, pha nó báo quá à. Tí mình tôi lúc bị hụt con tường cái này bắt con đường chuyển nhá mọi người. Ui, nó chạy nhanh thế. Đậu xanh co thơ này mà chịu kẹ vậy đi. Mày này, từ từ còn lại ưu thuyền nhá. Từ từ bình tĩnh nhá, ưu thuyền đấy. Ưu thuyền rồi. Rồi kẹ đi. Ui ôi, vừa nói xong kìa. Ê, đây này, này. Rồi, cầu vừa cho biết về rồi nhá. Hiện có biết phỉnh chưa chết mọi người ơi. Ui, pha nó đúng báo luôn, tôi lướt đập vào nó tường nể thật. Trời ơi. Rồi, bây giờ thì ăn con quái rồi di chuyển qua mid nhá mọi người. Từ đây nè, di chuyển qua mid này, một đống quái luôn. Ui, chuẩn bị vàng đến. Ơ kìa, sao mà em mình thấy nhiều mà sao còn có hai con vậy? Ơi, vãi nồi. Rồi, bây giờ thì quay về ăn con. Ê, em xui, bình tĩnh em xui. Bình tĩnh nha. Bình tĩnh nha, nó sát thủ đấy. Ừ. Ui, em xui hay này. Thôi, đánh 10 trận gặp được trận em xui ngắm hay vậy mọi người. Nó ngắm hay đấy. Rồi. Đấy, trận này nói chung là em xui biết chơi cũng đỡ mọi người ơi. Nói chung là rank cũng cao rồi. Nên là ai có kỹ năng hết nên là cũng chả sợ đâu. Còn bây giờ thì tôi di chuyển vào bụi nhé. Một không nó bị bụi bên phải kìa. Nãy tôi mới thấy sai xong đấy. Này là bụi bên này này. Rồi. Từ từ nha. Đây. Ui em xui. Từ bình tĩnh. Đây. Rồi xong rồi, phải em xui chết không? Ui, ừ hên quá, tôi đã cứu em xui kịp rồi. Trời ơi, nó em xui lướt qua tường ấy bị không đập theo, xém cái gì chết. Nên là tôi đánh kịp đấy. Rồi. Nè đâu em mọi người nè. Đó, mọi người từ thôi, đợi lướt đúng chiều nhá. Đó, nói chung là mọi người gặp đâu đi em, đừng có hoảng. Cứ đợi nó đường chiều. Làm gì ấy. Này. Vô đây. Nhắm này, lướt này. Ui, đánh chưa bộ không kịp né rồi. Nhưng mà nghĩ gì vậy? Trời ơi, nó nghĩ gì nó đi đánh mình vậy? Mình 7-1 rồi mà nó ở lại chơi mình đấy. Mọi người thấy chưa? Con gian một khi mà xanh rồi nó chém thanh như chém chuối mọi người ơi. Rồi hết lính. Lui mi rồi. Ui, cả lại chết rồi. Ừ, hên quá vẫn né được kịp nhá. Rồi, bây giờ thì tôi biến về nhé mọi người. Đây, biến về ở dưới đi cho an toàn. Ok kìa, lách bộ rồi. Đó, biến về dưới an toàn đi, mất công một không ra. Nó mà tàn hình nó gõ cái này, chạy không kịp đâu. Rồi, hay quá, ui. Ủa ơi, mọi người để ý không? Nghe xuống lên tôi ngắm sòn cân hơi bị hay nhé mọi người. Đầu game giờ tôi thấy ngắm sòn cân hơi bị chuẩn đấy. Ui, cứu hết kìa, cứu được không? Rồi, chết rồi. Trời ơi, Esu bắn sòn cân hơi bị chất đấy nha. Rồi, bây giờ thì farm quái này giờ ăn nó blue nhé mọi người, sắp lên cấp 12 rồi. Trận này có Esu đánh hay này, trận này Esu 10 điểm. Rồi, bây giờ thì đi qua đánh nhau thôi chứ còn gì nữa. Đây, chạy đi đâu? Này, đánh cái tử thôi, cứ đỡ lướt thôi. Nè, bắt nè, điêu thuyền chạy đâu, chém bộ này, thần thánh với mình nhá. Rồi, chém này nhưng mà thôi không đánh em chủ đâu mọi người. Ê, nó này, bộ này, đánh thương này. Chạy đâu? Ơ kìa, trời ơi, rồi xong rồi, phải tôi đổi mạng nó rồi. Vãi nồi. Rồi, ok tôi hồi sinh đây. Đó, phải đó là tôi hơi bị hám mạng mà cay cú quá mà. Nó còn chấm mong giết được, trời ơi. Thôi nhưng không sao, coi như là chó nó ăn mạng đi, nói chung là không sao đâu. Nói chung là mình cũng chủ yếu là chết thì cho reset vàng thôi. Mặc dù hơi xấu KDA tí nhưng đằng nào cũng chết được mạng mà nên không sao. Rồi, Arthur làm gì đấy. Nó mà ở lại farm trụ là tôi múc đấy nhá mọi người. Tầm này tôi có phúc cực kiếm là tôi chém hơi bị đau đấy. Hay. Này, thấy chưa? Nè, chém lính chứ mọi người. Cứ từ dọn lính ấy, xong rồi đánh mạng sau. Để kiểu gì nó cũng chết. Ơ kìa, vừa nói kiểu gì nó cũng chết xong. Ơ kìa. Này. Trời ơi, không dính nữa. Ui, chạy đâu. Ui vãi nồi thật. Mọi ui giời Elsu ơi, Elsu nó phải đóng một mắt quá nha. Đây. Này là từ đợi nhá. Đó, nói chung là mọi người gặp Laurie cứ làm như tôi á. Cứ đợi lướt chiêu xong rồi mới đánh, đợi lướt chiêu xong rồi mới đánh thì lúc đó mới ăn được nó nha. Chứ mọi người mà cứ ham đánh nó cái là nó lướt phát là coi như là áo hết chiêu mình là mình chết ngược đấy. Nên là gặp Lariel là mà cứ từ từ đợi nó lướt xong rồi mới dùng chiêu nhá, cứ vậy là được rồi. Đó, cứ lướt xong mới dùng chiêu. Rồi, bây giờ tem bạn chết 4 rồi, còn mỗi ngộ không thôi. Trận này thì
khá là easy rồi, tôi quá săn rồi, 11-2 rồi, biết trận này tôi sẽ cố gắng tôi ăn xem lên được 20 mạo nhá mọi người. Đó, chờ nhảy xíu nha, trận này chưa thua đâu, rồi lướt này. Rồi, cậu không đánh vào, rồi xong, tiếp không nhá mọi người. Lui, thằng áo thớ ra rồi. Đó, lướt chém thôi. Lui nhảy nha, ulti này, cái đâu, bố này, ắt này, đánh thường này, ulti này, chém này. Rồi này, đánh thường này, đánh này, ui trời ơi, không chết nhá, xin mẹ. Rồi, nhưng mà tôi không ăn được mạng đó mọi người ơi. Rồi, bây giờ thì vô ăn blue rồi di chuyển về ăn con tà hần nhá mọi người. Rồi, ăn xong rồi, chém con quái này, xong rồi di chuyển vào ăn con tà hần nhá mọi người. Tính qua lọn luôn con xe ở bên phía bên phải dưới đấy, nhưng mà thôi còn một con là thôi ăn tà hần luôn cho lẹ mọi người ơi. Thôi ơi, rồi chém này, bổ này, đánh thường này. Ê, nhanh. Rồi, ở kìa còn nó tung nữa thế này, trời ơi. Rồi, lính hết rồi. Bây giờ tôi sẽ di chuyển về ăn phần bùa mọi người, nói chung là cứ phát liên tục thôi. Đó, mắc cấp rồi này, mới phút 11 là tôi đã mắc cấp rồi, mọi người hiểu tôi xanh cỡ nào rồi ấy gì. Trời ơi, 8 ca vàng trong khi tay mạng tôi có 6 ca mấy thôi. Quá ao rồi. Rồi, bây giờ thì di chuyển đi đánh nhau chứ còn gì nữa, thả tà hần luôn nhé mọi người. Đây, bình tĩnh em, đợi tôi tí. Từ nhá, ôi, em. Rồi, xong, mày chết, chém này. Ơ kìa, tôi tính ao nhây, tôi tính hắc não mọi người, nhưng mà... Vãi nồi, rồi, đi cũng không nhé mọi người, chém thường này, chuyển thức cho mình này. Bổ này, đánh này, chém thường này, đau chưa, mày là tanker, tao cũng chém không tha đâu. Thôi, rồi ok, thế bạn đã chết bã rồi. Trời quá xanh. Ui pha đấy nhục quá người ơi. Tính hack não nó làm một pha chạy. Ô đưa thuyền kìa. Ô kìa, trời ơi, bảo sao nãy giờ mình không thấy đưa thuyền đâu. Ủa nó còn tốc biến nữa chứ. Rồi né này. Trời ơi, bảo sao nãy giờ đưa thuyền đâu mà đưa thuyền nó ném chiếu đầu đau ấy mọi người. Trời ơi, nó ném phát đôi cúp máu luôn. Ủa ôi, tưởng đẩy được pha này là win rồi chứ mà ai ngờ đưa thuyền nó nấp bụi phát nó bắt được hai đứa thêm mình luôn. Ô thôi xong rồi. Ôi. Bị ao nhây rồi. Bay nồi. Trời ơi, tôi vừa hồi sinh xong mà tem tôi có mắt Excel trên đường mít rồi mọi người. Trời ơi, cái pha kia đi tuyển hay vai, nó ao nhây tôi luôn mọi người ơi. Rồi, bây giờ thì Laurel ơi, đừng có đòi muối tôi. Nè, lướt đi rồi đánh nè, lướt đi rồi đánh này. Chạy đi đâu, dính có đi tuyển nhá mọi người. Rồi, cứ từ, mấy em hàng đấy mày ác ngã tao thôi. Còn bây giờ thì còn lâu. Ơ kìa, bố này, hai đứa này, chém này. Ok, trời ơi, đứa thuyền vẫn chạy được kìa. Mẹ, cây thế không biết. Đầu xanh xui vai nồi. Con nó thơ nãy giờ nó cứu con đứa thuyền. Trời ơi, tôi tay nhanh hơn não rồi nhá. Nãy giờ đập đầu từ mấy lần rồi nhá. Phát này con đứa thuyền biết. Cứu. Này, đánh thương này. Ồ, hay quá. Rồi. Trời ơi, đứa thuyền hay hền nhá. À, nãy giờ Arthur cứu được Diêu Thiền hai lần đấy mọi người. Pha nãy đầu game ở giữa game có một pha nữa, bây giờ một pha nữa, tức thật chứ. Ui nãy Diêu Thiền hắc não mình nữa, trời ơi nhục vai. Rồi bây giờ thì tôi xin mở lô nhá, ăn mở lô luôn này, chém này. Rồi bây giờ thì tem bạn ra rồi vẫn chưa win đâu mọi người, trận đấu này kéo dài đến phút 14 rồi, 15 rồi, gần 15 rồi. Cố gắng đẩy được trụ Mega nhưng mà tem bạn thủ chắc quá này, đánh thường này, chém này, đau chưa? Mày này múa đi, bắn phát nữa, em xuống hay quá em xuống ơi. Trời ơi, tem bạn lại gặp Laurel ảo game rồi, cứ gặp mấy đứa ảo game này thích lắm mọi người ơi. Trời ơi, tôi cầm gian mà nó đã bố trước mặt mình là sai lầm rồi. Rồi, ok, quá thân thần rồi nhá. Khả năng thì đây, chém này, nè, combo này. Cuối nó bật giải rồi, nhưng mà bay bó tiêu thuyền cho mọi người. Này, chém này, đau chưa? Ok á, rồi xong mất thân thần rồi. Rồi, nhưng mà tôi vẫn chạy nhá mọi người, không chết đâu, phải không chết được đâu. Rồi, đây, thì nó về hồi máu rồi. Bình tĩnh. Rồi. Ok, xin được 2 triệu BK nhé mọi người. Tầm này thì chưa win được rồi. Phải về ăn toàn hần lớn thôi mọi người ơi. Các bạn còn đưa thuyền khó win lắm. Bây giờ thì biến về hồi máu rồi, tranh thủ di chuyển lên ăn con toàn hần nhé mọi người. Rồi, chưa xong cái nanh nữa, 2000 mới xong nanh được. Thêm tầm 100 vàng nữa, ăn bùa đỏ là đủ. Rồi, bây giờ thì ăn con toàn hần rồi, kết thúc trận đấu thôi. Đấu này kéo dài cũng khá là lâu rồi. Đó, ấy kìa, để được trụ không? Trời ơi, Richard vô lấy trụ nè. Ơ kìa, lại thiếu giam nữa, trời ơi. Rồi, bây giờ thì von tà hần chứ còn gì nữa. Ui, cái trụ trên còn chấm máu kìa. Đó, nói chung là tên bạn giờ tà hần nó cũng không được đâu. Tầm này thì ăn tà hần xong rồi win thôi. Ui rồi, Esu vừa khen Esu ngắm sỏ cân tốt thế này. Bắn pha 2 hụt luôn. Đây. Ok, thằng này bị ảo mọi người ơi, thằng này bị ảo rồi, chém thương này. Trời ơi, máy đồ nó bị. Ok, xong để tôi ăn blue cho. Rồi bây giờ thì di chuyển qua blue nhà đó mọi người, nói chung là làm gì làm vẫn phải có blue nhá. Đấy mọi người thấy con gian được full đam đau chưa?
không cần phải nhất thiết phải ulti luôn, mọi người chỉ cần dùng nội tại thường thôi, mọi người chém nó là đã đau rồi đó. Mọi người mà cầm thêm cái bảng nhỉ, bảng sát thương chí mạng nữa là nó còn nổ đau nữa. Trận này tôi cầm bảng vật lý mọi người, vì tôi thích chơi đầu game hơn đó. Kiểu mọi người mang đầu lý, mọi người sẽ farm thích nhanh hơn, mọi người farm nhanh hơn một chút, bởi vì mọi người sẽ bổ thương sẽ đau hơn, bởi vì nó có xin giáp mà. Rồi làm gì á, này chém này, ulti này, chạy đâu phát nồi anh thì ảo tưởng đi vô bổ mình mọi người ơi, để luôn. Trời ơi, ngồi không có mệt phế mà mày vô mày bổ tao sợ thật. Rồi bây giờ thì win thôi, còn gì nữa, chạy đâu. Ui, chém đi. Trời ơi, hên quá, có cái liềm có là thua thôi. Rồi từ tôi sẽ nâng cái phù chú ấy, mọi người. Đó, phù chú hồi siêu máu này. Rồi ok, thêm bạn chết 4 rồi, khả năng trận đấu em viên đấy rồi. Nếu anh em thấy hay thì nhớ cho tôi xin một like và subscribe ủng hộ kênh tôi nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Đó, kết thúc trận đấu với tỷ số là 17-3-11 nha. Khá là xanh nha. Ok, bye anh em, hẹn em clip sau nha. Bye.